Rồi em Quỳnh Trúc xin kính chào cô chú anh chị em ha, đã đến với trang mua bán đồ siêu cổ của em. Thì hôm nay em có một số món đồ giao lưu, cô chú anh chị em nào yêu thích thì liên hệ em qua số điện thoại là 0944 979696, cũng là số Zalo của em ha. Rồi đầu tiên là ở đây em xin có một cặp bình nè, một cặp bình lái thiêu. Tích này là tích hiếm gặp nha, tích long giáo tử. Một con gồng lớn này ha, nó đang dạy con gồng nhỏ nè. Là hai con gồng nha, cô chú chị em mình xem không có phải là sông long nha, mà là long giáo tử đó. Phía sau đây, phía sau đây có minh văn, đây là chữ lò men nhà gạn già đồ hết luôn. Cái cặp bình này em bao cho cô chú anh chị em là nó phải từ 70 năm trở lên, 70 năm tuổi trở lên nha. Nhưng mà cái men còn rất là bóng đẹp nè ha, cái men còn rất là bóng đẹp. Đây là cái cốt nè, cái cốt của men em bao già luôn nha, bao già đồ nha. Đặc biệt là cái cặp bình này nó lành tích luôn, nó cao là nó cao 55, miệng là 23, cái dòng bụng chà bá nha, dòng bụng là 86. Này đây là cái đầu tiên ha, men rạn hết cô chú chị em mình xem ha, men rạn hết già đồ luôn đó. Đây là cái thứ nhất nha, cặp bình lớn mà làm như thế này là rất là hiếm gặp, mà cái tích này là cái tích lại hiếm gặp nữa, cái tích long giáo tử. Đây là cái thứ hai nè đó, đây ha, men còn rất là đẹp nha, phía sau cũng có chữ minh văn hiệu lò giống vậy luôn đó. Đây cốt đây, em bao rất là già đồ của chú chị em mình cứ yên tâm nha, em bán đồ ở đây cô chú chị em mình mà bán đồ đàng hoàng, không có bán đồ tầm bậy, đừng có sợ nha. Cao cũng là 55 luôn, đường kính miệng là 23, rồi cái dòng bụng là cũng là 86 luôn. Đây là một cặp, rồi cặp này em xin giao lưu với cô chú chị em với giá là 18 triệu nha, bán giá này rất là chuẩn luôn cô chú chị em cứ yên tâm, đáng để mà sưu tầm một cái cặp bình như thế này về để chơi chơi nha. Rồi xuống, đây là cái thố lá thiêu màu, đây là cái thố lá thiêu con gà ha. Đây đó, đây là hai cái. Rồi cái thứ nhất là cái lá thiêu màu đi. Đây rất là đẹp nha, men còn rất là bóng đẹp. Đây là cái thân của nó, phía sau có chim văn chữ lò ha. Rồi ở phía trước thì có cái cây chuối nè, cây bông rồi con gà nè. Đó, tình trạng của cái thố này là ở đây nó có cái đường gạn men nha. Đó, nó do nó già đồ quá cho nên nó gạn men. Còn phía dưới này thì nó như vậy, nó lành hết ha. Đó. Cái đường này là đường gạn men ha, do nó rất là già đồ rồi. Đó. Ở trên vành miệng của nó này thì nó hơi vẫy vẫy, do người ta đựng muối ngày xưa cho nên là nó hơi vẫy vẫy tí xíu thôi. Lát lát vẫy cái men ở ngoài thôi chứ không có động phạm tới cái cốt ở trong nha, cái gốm ở trong nha. Rồi đây là cơm lê của nó luôn nha. Nè cái bông nè, con gà này ha, cái chuối này ha. Rồi phía sau bên đây thì ở đây có bội lan, còn ở đây thì có minh văn hiệu lò. Miệng của cái thố lá thiêu màu này là 20. Rồi cái thố lá thiêu màu này là em giao lưu với giá là 1,8 triệu nha. Đây, cái thố con gà lá thiêu màu, hàng già và rất là đẹp. Rồi tiếp theo đây là một cái thố con gà nữa, hàng lá thiêu đó. Đây ở đây có cây bông nè, nó con gà nè, phía sau đó, phía sau này ha. Rồi tình trạng của cái thố này thì cái nắp của nó bị rạn ở đây ha, bị rạn tóc ở đây. Đây nhìn phía trong này ha. Rồi cái thân của nó ở đây thì nó gạn men ha, này gạn men một tí xíu, cái men còn bóng đẹp lắm ha. Đây cái cốt đây, dài chát luôn. Rồi cái thố lá thiêu con gà này kích thước miệng của nó là 19. Rồi cái thố này em xin giao lưu với giá là 850 nha, 850 cho cái thố lá thiêu con gà. Rồi tiếp theo em xin có một cái thố lá thiêu con gà nữa, mà con gà này màu xanh ha. Đó, đây cái chuối đây, con gà đây, rất là có duyên nha. Cái là cái thố này vẽ con gà với cái bụi chuối rất là có duyên ha.
thầy cúng ở trong đây. Tình trạng là cái núm này nó bị vẫy chút xíu ha, người ta có thẩm mỹ lên rồi, không có đáng kể. Rồi còn cái thân, cái thân thì ở đây nó gạn men, nó gạn ở đây ha, do là nó già đồ nó gạn ở đây. Rồi ở đây nó một cái vết xước, một cái vết xước người ta có thẩm mỹ lên luôn cho mình luôn rồi. Rồi cái thấu này cứ như là lành 99% nha. Đo tình trạng miệng, kích thước miệng của nó là 20-21. Kích thước miệng của cái thố này lớn ha, 21. Và vẽ, vẽ bụi chuối nè, với con gà có viên ghê luôn á ha. Rồi cái thố này em xin giao lưu với giá là 1,4 triệu nha. Đây, 1,4 triệu cho cái thố con gà lớn ha. Vẽ gớ, vẽ cái mực xanh dễ thương, có viên lắm. Rồi tiếp theo em xin có là 10 cái dĩa Nhật. Dĩa Nhật này là dĩa thất hiền nha. Đó. Tình trạng là nó có cái này là nó bị gạn men thôi, do nó già đồ ha. Gạn chân chim thôi, không có vấn đề gì, đây có mật ha. Hai cái lành. Và những cái 8 cái còn lại này nó bị lát với lại tóc tí xíu chút đỉnh ha. Đây ha. Rồi. Đây nó bị này chút nữa nè. Rồi cái này lành nữa ha. Ba cái lành. Rồi vậy là được 4 cái lành cô chú anh chị em mình ơi. 4 cái lành, còn 6 cái thì nó hơi bị tóc này ha, tóc mờ đây thôi, vẽ đen tí. Cái này nó bị tóc mờ đây nè, không có thấy, nhìn kỹ mới thấy nha. Rồi cái này nó cũng bị tóc mờ đây một tí xíu. Rồi cái này bị tóc ở đây. Rồi vậy là được 4 cái lành. 6 cái thì nó có tóc và bị lát, bị mẻ. Kích thước là 13. Rồi 10 cái này em xin giao lưu với giá là 1,7 triệu nha. 4 cái này bên đây lành, còn 6 cái bên đây thì tình trạng em có mươi vả hồi nãy rồi đó, nó bị lát lại bị tóc tí xíu. Rồi tiếp theo em xin có ở đây là hai con voi lá thiêu, gốm lá thiêu nha. Hai con voi gốm lá thiêu, tình trạng của nó là lành tức luôn ha, cái men của nó là gạn men hết luôn. Coi này là voi gạt tàn nè ha, voi gạt tàn. Đây trôn đây, hoa văn ở phía dưới đây ha, nhìn con voi có duyên dữ lắm. Về chân chân trên tủ hay chân đề coi gì cũng đẹp ha. Voi này cũng là voi gạt tàn luôn, cốt đây đẹp ghê luôn. Hai con voi này em xin giao lưu với giá là 800 nha. Nó cao là 16, cái đế của nó là 14. Con voi này thì cao 17, đế của nó là 14.5 là 15. Rồi hai con voi này em theo giao lưu với giá là 800. Rồi tiếp theo em xin có một cái này là một cái dĩa của bồng ha, một cái dĩa của bồng. Đây là trong bên ta vẽ chủ đề là phú quý bắt đầu ha. Ở đây có ba chữ là hiệu lò. Đây ha, phía dưới đây. Tình trạng của cái dĩa của bồng này thì nó bị chỉ bị xước men với lại vẫy tí xíu ở trên cái vành nè, ở dưới cái vành nè, còn trên vành này thì không có, không thấy ha. Rồi phía dưới cái này một chút xíu nữa đó, thì đầu xưa nó phải cho có một tí xíu vết tích ha, không có đáng kể. Cái này cũng như là lành 99% rồi, 98% rồi. Rồi kích thước của cái dĩa này là 21.5. rồi cái dĩa của bồng này em xin giao lưu với giá là 2,5 triệu nha. Dĩa của bồng là khó kiếm nhất luôn á ha, mà cái men cốt còn rất là bóng đẹp, men cốt còn rất là bóng đẹp ha. Đây nghĩa là đó, 2,5 triệu cho cái dĩa của bồng phú quý bạc đầu nha. Cái tích phú quý bạc đầu này cũng dữ dằn lắm, cũng tốt lành dữ lắm. Rồi tiếp theo em xin có là 10 cái tô xưa, 10 cái tô lá thiêu xưa. Đây hoa văn đây ha. Cái tô này là cái tô bát giác ha, nó có cạnh đây nè, nó có cạnh ở đây, nó chứ nó không có tròn. Nó là cái tô bắt giác phía trong ha, đây là phía ngoài. 10 cái tô này thì nó có một mẫu, nó cùng một mẫu, nó lành hết luôn. Rồi em xin đo kích thước miệng của nó là 15. 10 cái tô này em giao luôn với giá là 400 ngàn nha. Rồi tiếp theo là em xin có 40 chén sọc lá thiêu, gốm lá thiêu nha.
40 chén này nó cái mẫu của nó đều khác nhau. Cô chú chị em mình thích sưu tầm thì sưu tầm 40 chén này về chơi nha. Đó, đây là cái mẫu đầu tiên. Đây là những cái sập dưa, hạt mưa gì đó. Đây ha. Đây. Làm tích luôn. Đây là mẫu thứ hai là mẫu sọc xanh, nó có chữ ở đây nè. Chữ này là chữ song hỷ hay là chữ phúc thọ vậy đó. Đây là dáng thứ ba là cái dáng sọc như thế này đó. Chén này là anh bao chén lá thiêu xưa hàng lành tích nha. Đây là chén sọc vàng, đây là toàn đen. Kích thước miệng của cái chén này là 11, đây là 11 luôn, 11.5 và 11 luôn. Rồi mỗi một chục chén gì là em bán giá là 300.000 ha, mỗi một chục là bán 300. Cô chú chị em mình thích mẫu nào thì nhắn em. 40 là 1.2 triệu, ai lấy loại nào thì cứ nhắn cho em. Rồi để tiếp theo em xin có đây là một cái bình bông nha. Đặc biệt của cái bình bông này là cái miệng dúng nè ha. Ở đây có con bướm, chủ đề ở đây là bướm hoa ha, bướm ở đây. Hoa này hoa phù dung nè. Ở phía sau đây men còn rất là bóng đẹp nha. Đó. Đây, cốt của nó đây, rất là già đồ nha. Đây miệng. Tình trạng của cái bình này thì nó chỉ bị vẫy vẫy đây tí xíu nè ha, vẫy men tí xíu thôi, không đáng kể. Cái này như lành đó. Rồi cái bình lành này miệng dúng. Miệng dúng thì nó hiếm đồ hơn nha. Nó cao là 21. Được cái bụng nó bự nè. Cái bụng của nó là 38. Rồi cái bình này em xin giao luôn với giá là 800 ngàn nha. 800 cho cái bình miệng dúng này rất là đẹp nha. Mình lấy thiêu. Rồi tiếp theo đây em xin có một cái bình lá thiêu nữa mà bình lớn và dẻ. Dẻ đây là dẻ sơn thủy ha. Dẻ sơn thủy rất là đẹp nha. Men đây. Men bóng đẹp. Già đồ dữ dằn luôn. Phía sau của nó có chữ minh văn nè, chữ hiệu lò nè, 1 2 3 4 chữ ha. Nhìn cái men nè, bóng rất là khỏe luôn. Chàm rất là đẹp. Rồi, đây là cái miệng. Tình trạng của cái bình này thì nó bị ở đây cái người ta dán lại nè ha. Nó bị bể đây ra, người ta dán lại rất là chắc chắn. Về chỉ mình với chân thôi, không có gì hết. Đây là cái cốt nè ha, em bao là đồ xưa, chuẩn xưa. Rất là già đồ. Rồi cái bình này. Cái bình này nó cao là 35.5 gần 36. Miệng của nó là 16.5. Cái bụng này là 60. Rồi cái bình này em giao lưu với giá là 1.4 triệu nha. 1.4 triệu cho cái bình này. Nó độc ở cái chỗ là nó có hiệu lọ phía sau nè. Và vẽ ở phía trước rất là phiêu luôn, rất là đẹp cái phong cảnh này nè. Cốt cái men á thì rất là bóng khỏe ha, nhìn nè, nhìn là phê luôn á, rất là đẹp ha. 1.4 triệu cho cái bình này nha. Rồi tiếp theo em xin có một cây đèn nè, một cây đèn dầu. Đó, cây đèn dầu này là màu thì nó đặc biệt là hiếm gặp hơn cái màu trắng ha. Màu này là màu xanh ngọc, rất là đẹp ha. Đây là cái họng với cái tim hoạt động tốt ha. Vậy chỉ cần châm dầu vô là có thể đốt cháy. Cái họng với cái đế phía dưới nó lạnh ha. Chiều cao từ cái đế lên tới cái chá khung luôn là 64 nha. Tới cái chá này luôn, tới khung này luôn là 64. Rồi cái đèn này em xin giao lưu với giá là 1.7 triệu nha. Rồi tiếp theo em xin có một cái bình lục giác, nhưng mà hàng là này là hàng gốm lá thiêu ha, hàng gốm lá thiêu. Đây là cái hai con ngê ha, hai con đeo. Và đây cũng hai con. Đây là cái phong cảnh nè, vẽ nè. À, đây là vẽ người nè ha. Đây vẽ đâu là ra đó đàng hoàng luôn, rất là đẹp luôn, như là đồ Tàu, như là đồ Nhật luôn vậy đó. Đó, vẽ đâu là ra đó luôn, rất là đẹp. Rồi ở phía sau này có hai dòng chữ ha. Phía sau có hai dòng chữ. Tình trạng của cái bình lục giác này thì ở đây nè. Ở đây người ta quên đổ men, thiếu men ở đây một tí xíu. Ở trong cũng vậy, chứ nó không có bị gì hết nha, cũng như là nó lỗi lò thôi.
nó lõi lò. Rồi ở phía dưới đây, đế đây thì nó hơi bị vẫy vẫy ở đây một tí xíu nè, nó bị vẫy men, vẫy cái men ở ngoài á một tí xíu thôi. Tao cũng làm lại cho mình rồi nè ha. Rồi đây là miệng đây, rất là đẹp nha. Cao là cao 36 nè. Đó. Miệng là 12. Rồi cái bình lá thiêu mà lục giác này ha, là em xin giao lưu với giá là 3 triệu nha. Rất là đẹp. Cái bình này kiếm thêm một cái nữa là không có đâu, rất là hiếm luôn. Thường là mình thấy bình lục giác Nhật là nhiều, nhưng mà lục giác nó thiêu là không có nha. Rất là hiếm gặp. Rồi ở đây em xin có một cái dĩa ha. Một cái dĩa này là vẽ chim chỉ với phù dung nè. Hoa này là hoa phù dung, chim chỉ chà bá lửa luôn. Cái men nè bóng đẹp dữ dằn luôn ha. Đây phía sau, tình trạng của cái dĩa này là nó lạnh nha. Còn những cái đường này là những cái đường răng do nó già đồ thôi, chứ không có bị tóc ha. Đây, nó răng nè, nó gạn men hết luôn ha. Nó gạn rồi nó răng tóc, nó răng chứ nó không có bị tóc, do nó quá già đồ đó. Men rất là đẹp nha. Kích thước của cái dĩa này là 31. Cái dĩa này em xin giao lưu với giá là 3 triệu nha. Cho cái dĩa chim chỉ phù dung nè, rất là to, cái dĩa này to lắm luôn á, mà em bán chỉ có 3 triệu thôi. Rồi tiếp theo em xin có một cái bình nha, một cái bình biên hòa. Một cái bình biên hòa, đây là cái bình vẽ hoa nè, vẽ hoa màu xanh, đền màu xanh dương rất là đẹp nha. Men màu xanh dương rất là đẹp, cái dáng cũng rất là đẹp luôn, dễ thương lắm. Cao là 40, miệng là 18, bụng là 64 ha. Cái dáng đẹp dễ thương ha. Cái men của nó màu xanh xanh dương. Tình trạng của cái bình này thì nó bị lát men, lát cái men ngoài thôi, ở trên cái vành miệng tí xíu nhiêu đây thôi à. Đó, còn lại là nó lành. Đây cốt đây. Rồi cái bình này em xin giao lưu với giá là 600 ngàn nha. Cho cái bình to chà bá lửa nha, chỉ bị lát men tí xíu trên cái vành miệng hồi nãy thôi, 600 ngàn. Rồi đi tiếp theo đây là em xin có một cái bình biên hòa nữa nha. Nhưng mà cái này nó hơi bị hiếm ở chỗ là vẽ con chim, vẽ con chim công ha. Vẽ con chim công rất là đẹp nè, nó hơi bị hiếm luôn á. Vẽ con chim công rất là đẹp. Đây là hoa, xung quanh vẽ hoa ha, nguyên một cây hoa. Cái miệng ở đây là em thấy hơi bị lạ, là có thể là cái miệng này vuốt tay hay gì đó ha. Cái miệng đây nè, rất là đẹp. Đây, nó chỉ bị xước xước nhẹ tí xíu ở trên cái vành miệng này thôi, còn lại là nó lành hết. Đây là cốt đây, phủ men luôn, rất là đẹp, rất là dài nha. Chiều cao của cái bình này là 30.5, miệng là 10.5, cái bụng của nó là 46. Rồi cái bình này em xin giao lưu với giá là cái bình này xin giao lưu với giá là 1,5 triệu đi. Mình gửi cho cô chú anh chị em mình sưu tầm nha. Cái bình con chim công nè, rất là đẹp. Rồi tiếp theo em xin có một cái bình lá thiêu nữa, bình mini nhỏ, vẽ đây là vẽ sơn thủy ha, vẽ sơn thủy nè, ở phía sau nè. Cô chú anh chị em mua đồ bên em thì cứ yên tâm tin tưởng nha, men nó rạn hết luôn nè ha, cốt dài dữ dằn luôn. Đây, tình trạng của cái bình này thì nó bị lát này tí xíu nè, lát men tí xíu, người ta làm lại nè ha. Cái bình này nó cao 20, miệng của nó là 10, bụng hơi nhỏ, khỏi đo đi. Cái này em bán 600 ngàn nha, cô chú anh chị em nào thích thì mua. Cái này như là lành 98% rồi, nó chỉ bị lát này tí xíu thôi, ta làm lại ha, 600 ngàn. Rồi tiếp theo em xin có 10 cái dĩa con gà lá thiêu nha. 10 cái dĩa con gà lá thiêu, em lựa một mẫu, một là con gà với cây lan như thế này đây. Đây là cốt đây, một mẫu một con gà với cây lan không đó. Con gà với cái cây hoa lan, bụi hoa lan. Cái dĩa này đường kính của nó là 20cm nha. Em bán 10 cái dĩa này với giá là 400 ngàn nha. Cô chú chị em mình mua thì chịu ship giùm cho em nha, tại do hàng nặng, em không có bao ship. Rồi tiếp theo em xin có một cái ấm nha. Một cái ấm lá thiêu vẽ tùng cò.
men của cái màu chàm này là cái màu chàm đen ha, chứ không phải chàm như kiểu màu xanh kia. Phía sau có minh văn nè, cái màu chàm đen này nó mới hiếm gặp nè. Tình trạng của cái ấm này thì ở trên nắp này kia nó lành ha, còn ở phía sau này nó bị thẩm mỹ ở đây một tí xíu nè. Còn cái chỗ này nè, cái chỗ này của cái vòi nè đó, là người ta có dán lại cho mình rồi, là nó hơi bị sứt ra ha, bị sứt ra một miếng, người ta dán lại cho mình rất là chắc chắn nè. Vậy cô chú chị em mình chỉ xài thôi đó, chỉ dán lại đây một tí xíu thôi ha. Dưới phía sau cái quai này người ta có thẩm mỹ đèn tí, còn lại là nó lành tích ha. Cái này là do cái đường gạn thôi, gạn men cho già đồ đây, không có chảy nước, cô chú chị em mình cứ yên tâm nha. Cốt này rất là già nè, vẽ tùng cò mà cái chàm nó màu xanh đen như thế này nè, nó mới hiếm gặp nè. Chứ con cò là con cò này nó quay đầu qua đây, thấy không đó. Cao của cái ấm này là gần 20, miệng của nó là 10. Rồi cái ấm này em xin giao luôn với giá là 2,5 triệu đi nha, 2,5 triệu cho cô chú chị em mình sưu tầm cái ấm lá thiêu màu nha, tùng cò. Cái ấm này là cái ấm loại 3 lít, 2,5 triệu. Rồi tiếp theo em xin có một cái ấm nữa, cái ấm lá thiêu màu. Màu này thì nó màu sắc hơn nè, cô chú chị em mình có thấy màu sắc hơn, với lại con cò này nó quay qua cây tùng rồi rất là hiếm nè. Đây là bụi lan, phía sau là bụi lan. Tình trạng của cái ấm này là loại ấm 5 lít. Tình trạng của cái ấm này là nó bị người ta thẩm mỹ cái chốt vòi á, cái chốt vòi đây nè, nó bị mẻ, người ta có thẩm mỹ lên tí xíu ha. Đây mình có thể thấy nè ha, nè tí xíu đây. Rồi cái nắp thì lành ha, còn cái lợi phía trong đây thì nó bị mẻ nửa lợi rồi ha, còn lại là nó lành hết, cốt rất là dài nha. Rồi cái ấm này là loại ấm 5 lít, nó cao là 22, miệng của nó là 13. Rồi cái ấm lá thiêu màu này con vẽ tùng cò này em xin giao lưu với giá là 4 triệu nha. Con cò này nó quay đầu phía cây tùng nè, rất là hiếm gặp ha. Thường là nãy mình thấy con cò kia nó quay đầu qua bên đây đúng không, nhưng mà chàm của nó đặc biệt, cái là chàm nó màu xanh đen, còn cái chàm của con cò này nó màu thì màu sắc hơn, nhưng mà được có cái là con cò nó quay qua cây tùng rất là hiếm gặp. Rồi buổi bán đồ của em hôm nay đến đây là hết, thì cô chú chị em nào thích thì liên hệ em qua số điện thoại là 0944979696, cũng là số Zalo của em nha. Em xin cảm ơn nhiều.